Đây chính là một tác phẩm mà em vô cùng tâm đắc. Và các bác có thể thấy ở đây, đó chính là cả nguyên một cục lu. Mà cái mật độ mắt hoa lu em để nguyên cái phần gai bên dưới, anh em nhìn thấy được rằng là cái mật độ lu nó rất là chi chít, đúng không ạ? Và cái gai lu thì rất là cám, mà nó nhỏ, thế nên là gỗ nó phải cực kỳ nhỏ năm tuổi. Và anh em hình dung ra cả một cây thì khi mà đã sinh ra lu thì chỉ có một đoạn nó sùi ra một tí thôi. Đấy, thế nên là khi mà cắt ra những quả lu ấy thì đấy chính là cái phần giá trị nhất và tinh túy nhất. Và cây sẽ dồn nhiều chất dinh dưỡng nhất vào phần đó để có thể là nuôi cây, đúng không ạ? Và thế nên sẽ tạo ra được cái chất gỗ nó cực kỳ là ổn định và nó cứng rắn, và cũng như là có cái mùi hương thơm nó là nhiều hơn. Bởi bản chất của dòng gỗ này đó chính là dòng gỗ Ngọc Am, là dòng gỗ có cái tinh dầu bên trong anh em nhá. Thế nên là đã là lu Ngọc Am rồi thì cái mùi hương thơm nó càng là nhiều hơn anh em mình nhá. Và đây lại là hình tượng của ngài Đạt Ma. Mà tác phẩm này không chỉ Đạt Ma thôi, mà còn hàng phục thêm cả một chú rồng, mà kết hợp thêm cả một chú nghê, đúng không ạ? Mà làm nền cho ngài Đạt Ma, để anh em thấy được rằng là cái năng lượng, cái võ công của ngài Đạt Ma rất là cao anh em nhá. Thế nên là ý nghĩa phong thủy trấn trạch trừ tà của ngài Đạt Ma lại càng được nâng cao, đúng không ạ? Và anh em có thể thấy được rằng là cái dáng thế của ngài là đang múa võ, một cái dáng thế rất là phiêu. Và nghệ nhân phải có tay nghề cực kỳ cao thì mới có thể là làm ra những cái nét mà nó vô cùng thần thái như này. Hơn nữa lại được kết hợp thêm đôi bàn tay của nghệ nhân hàng đầu lục về ngài Đạt Ma ở thị trường Việt Nam. Và anh em nhìn ngắm đầu tiên sẽ là những cái phần diện mặt, tiếp đến là những cái chi tiết rất là nhỏ thôi, từ cái bàn tay hay là cây gậy bổng cũng được chế tác mà theo cái dáng thế rồng hóa mờ di sần rất nhiều những chi tiết trên tác phẩm, đúng không ạ? Và bên dưới đây kể cả là nghê hay là rồng thì cũng đều được đục rất xuất sắc, râu rồng liền, chân rồng cũng liền và móng rồng rất là nhỏ này cũng làm liền ạ. Và bên dưới đây em để nguyên cho anh em có thể chiêm ngưỡng, đó là một cái phần gai lu và có sự kết hợp của thiên nhiên và sự kết hợp của nghệ nhân chế tác thì tạo ra một cái thành phẩm thì vô cùng xuất sắc, đúng không ạ? Và tác phẩm này thì sẽ có kích thước như sau. Chiều cao của tác phẩm này là 63, chiều rộng cũng là 63 và chiều sâu là 26 phân. Và hiện tại thì em đang giao lưu tác phẩm này là 29 triệu đồng. Nếu như mà ai có quan tâm đến tác phẩm này thì liên hệ cho em qua số hotline 0877771996 để em sẽ tư vấn và nói cụ thể hơn về tác phẩm này cho anh em nhé.